Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ quay tặng quý vị và các bạn. Tôi đang đứng ở huyện Củ Chi. Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 24 quận huyện ngoại thành. Và thị trấn Củ Chi là một trong 21 xã, phường, thị trấn. Bắt đầu Củ Chi có những cái tốc độ đô thị hóa phát triển nhà đất, thì cái biểu tượng của Củ Chi đó quý vị và các bạn là biểu tượng là Củ Chi đất thép thành đồng. Chắc chắn là người dân Củ Chi mình là ai cũng sẽ biết bằng một cái bài hát có câu là dân Củ Chi diệt thù ta cứ đi. Ở đây là cái biểu tượng của dân Củ Chi. Thưa quý vị và các bạn, thì Củ Chi nằm ở phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ dân số phát triển chủ yếu là dân nhập cư, cũng giống như một số tỉnh thành khác thì dân nhập cư thì tương đối nhiều. Mà hai cái công ty lớn nhất đó là cái công ty Hanshi và công ty Samho. Tôi đang quay cho quý vị xem ở cái cầu vượt Củ Chi. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 1999 thì Củ Chi chưa có cái cầu vượt. Thì nếu như trong trường hợp mà quý vị và các bạn muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị và các bạn sẽ đi cái đường Trường Chinh qua tới Cách mạng tháng 8 và đường Trường Chinh, và các bạn sẽ qua cái cầu vượt An Sương, và cái cầu vượt thứ hai đó là cái cầu vượt huyện Củ Chi. Thưa quý vị, thì tôi nói lại, vào những năm 99 thì ở Củ Chi chưa có những số cái cầu vượt, cho nên chúng ta xây, và nhà nước đã tiến hành xây cái cầu vượt. Đây, Củ Chi đất thép thành đồng. Các bạn biết không, ở tại cái đền tưởng niệm này tôi có thể nghe được cái mùi của hoa lại thoang thoảng nở. Thường thì tôi nhớ vào những năm 1995 thì không có một cái không gian học, thì những sinh viên của tụi tôi đã đi đến cái chùa Vĩnh Nghiêm, và phía sau chùa đó có một số cái cây hoa lan và cái hương thơm thì tỏa rất là thơm. Đây là một cái công viên. Vào buổi chiều thì họ có cho cái người, một số người đi tập thể dục. Đẹp không quý vị và các bạn? Quê tôi đó, quê tôi địa đạo Củ Chi. Ở đằng kia, nhà truyền thống huyện Củ Chi cũng là một trong những cái di tích lịch sử, giống như là đền Bến Dược, Đình Dược, Bến Đình. Đây có một cái số bức phù điêu. Trời tối nha quý vị và các bạn, sẽ thấy đón chào năm mới 2018. Cái này là thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của người dân Củ Chi, của tất cả, là thành quả của tất cả những người dân Củ Chi. Và tiếp theo đó là cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
và cái công tác giải tỏa lòng lề đường. Tiếp nữa đó là cái đồng chí lãnh đạo trao tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp đến là đây là một trong những cái công trình quan trọng, đó là kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong danh hiệu đất thép thành đồng, quý vị. Có một cái câu đố mà cho đến nay vẫn chưa có một câu nào mà chuẩn hơn đến Củ Chi. Chị cô hỏi Củ Chi. Đây có một cái số tấm ảnh phù điêu nó vẫn giống vậy quý vị và các bạn, các đồng chí lãnh đạo các ban khánh thành. Sơ lược cho quý vị và các bạn, đây có cái hội thi gói bánh tét nữa nè. Thì vào những năm 90 thì tại Củ Chi có một số cái bảo tàng, trong đó tôi còn nhớ rất rõ là cái hồi mà còn nhỏ thì đi vô nhà truyền thống để coi máy bay. Nay thì một số cái cơ sở, cái chắc là do cái việc bảo trì bảo dưỡng nó không tốt cho nên đã dẹp cái số máy bay này. Bên kia là đền tưởng niệm quý vị và các bạn. Trước đây thì ở đây cũng có một số cái dụng cụ để nhà nước tập thể dục, nhưng mà sau này thì lại bỏ. Quý vị thấy không, 24 quận ngoại thành mà Củ Chi cũng là một trong 24 quận huyện. Và tôi cho rằng là cái việc mà phát triển cái tốc độ đô thị hóa thì hiện tại thì không so Củ Chi so với một số quận 2, quận 7, quận 9 thì không bằng. Tuy nhiên rằng là mình cũng phải tự hào rằng là ngày hôm nay mình hơn ngày hôm qua. Hôm nay cũng là ngày 22 tháng chạp rồi, một cái nhịp sống hối hả, một cái công việc vội vã để chuẩn bị tươm tất cho tất cả các lĩnh vực, từ nhà cửa, quần áo, con cái và rất nhiều cái nỗi lo hiện rõ trên từng khuôn mặt. Cái này là cái đền tưởng niệm anh hùng dũng sĩ, anh hùng liệt sĩ của thị trấn Củ Chi quý vị và các bạn. Và thấp thoáng ở xa kia thì cũng đã có một số hoa, cây cảnh. Và bên cạnh đó là một cái shop dài tương đối nổi tiếng của vùng thị trấn. Thế nha quý vị và các bạn, một cái cuộc sống quê tôi là như vậy, một mạc, chất phác, không có náo nhiệt, ồn ào, nhưng đủ để phát triển, để vươn lên, để sánh với một số quận huyện ngoại thành khác như Cần Giờ, Nhà Bè. Quý vị thấy cái gương Tết là đã tràn vào cái khu xóm. Thấy không? Xin chân trần thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trải nghiệm của một người dân Củ Chi quê tôi về một cái góc nhỏ trong bộn bề những cái công việc. Nếu quý vị nào muốn đến Củ Chi, muốn ăn bò luộc bánh tráng Củ Chi thì thông qua cái video này thì hãy đến với tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho quý vị và các bạn.
trong cái món bò luộc bò tơ Củ Chi đó quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.